Lại tiếp tục là những mẫu kéo cắt cành chân cao, và trong video của em ngày nay tiếp tục giới thiệu các bác những cái mẫu kéo cắt cành chân cao, để cái công việc của bác là ghim quả, cắt cành từ chân cao trở nên rất là tiện lợi, mà không cần phải trèo ghế, mà cũng không cần ốc thang, cực kỳ là an toàn, rất tiện lợi luôn. Và nhà bác nào mình cũng nên sắm cho một chiếc, tại vì hiện tại đã đến mùa vụ rồi, mùa vải, mùa nhãn và mùa xoài đã đến rồi. Đó, kéo cắt cành bên thì em hiện tại em đã có rất nhiều loại cho bác lựa chọn, từ 3m, 4m, 5m bên đều có luôn. Và kéo 3m thì hiện tại đây em đang có trong tay đây, đó là một cây kéo hàng này, hàng Santa Đài Loan thôi. Mới 100%, đó, hàng Santa Đài Loan, mọi người nhìn chú em. Đó, made in Taiwan, Santa, à đây hàng Woody, mọi người xin lỗi, đây là cái cây kéo Woody. Hàng Woody chuẩn xịn luôn. Đó, cây này thì hiện tại giá gốc của nó sẽ 950.000. Nhưng trong video của em ngày nay, em sẽ giảm trực tiếp cho bác, chỉ còn 900.000 thôi. Và em sẽ bao ship ở tận nhà cho mọi người luôn. Và đây là mẫu kéo này, là mẫu kéo 3m mọi người nhé. Một đặc điểm rất là dễ nhận biết thôi, đó là hàng chuẩn xịn như bao giờ. Cái phần đấy có chỗ tay bóp này, cũng có chữ thập chìm. Để có chữ thập chìm hàng Woody đây ạ, nó rất là chuẩn chỉnh luôn. Và tay cầm của nó sẽ là hợp kim nhôm cao cấp. Thân của nó cũng sẽ là thân làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Và cũng được, một đầu của nó sẽ là đầu vừa tỉa cành, ghim quả từ chân cao xuống. Và em có tặng kèm các bác là một chiếc lưỡi cưa này. Đối với cành to thì mọi người sẽ sử dụng lưỡi cưa giúp em, còn đối với cành nhỏ thì mọi người sẽ sử dụng cái đầu giúp em, rất là tiện lợi luôn. Và đây là cây kéo 3m, hàng này là hàng Woody chuẩn chỉnh, giá là 900.000, đem bao ship. Và ngoài ra thì em còn có rất nhiều mẫu nữa, đó là những mẫu kéo hàng này, hàng Santa đây ạ. Đây là cây kéo Santa hàng Đài Loan nữa, có rất nhiều mẫu, có rất nhiều sự lựa chọn ngon luôn. Đó, đây ạ. Đây sẽ là cây kéo Santa hàng của Đài Loan đây. Và cây này thì chức năng của nó vẫn giống như bản lên thôi, nó vẫn là cắt cành và ghim quả từ trên cao xuống. Và thân cũng sẽ là hợp kim nhôm cao cấp và có tay cầm phía dưới, tay cầm bóp phía dưới đây bằng hợp kim nhôm. Và cây kéo này thì giá của nó sẽ là 850.000. Nhưng em cũng sẽ giảm trực tiếp cho video này, giá chỉ còn 800.000 thôi ạ. 800.000 đem bao ship tận nhà các bác luôn, nhận hàng bao kiểm tra hàng, được chưa? Đó là cây kéo Santa hàng Đài Loan. Và tiếp theo, nếu như bác nào cần cái cây kéo mà nó giá bình dân hơn một chút ạ, thì em đang có hàng liên doanh. Hàng liên doanh của em giá chỉ có 550.000 thôi ạ. Đây ạ, đây mọi người ơi, đây là cây kéo liên doanh nhá. Đây là cây kéo liên doanh hàng 3m. Cây này giá chỉ có 550.000 thôi, chức năng vẫn là cắt cành và ghim quả từ trên cao xuống, và thân quả thì nhiều cao cấp, giá sẽ là 550.000 trên một cây. Và ngoài ra thì đối với hàng 4m và 5m, đây ạ, đây sẽ tay đang cầm, đây là cây kéo 5m của mình đây. Đây là cây 5m, cây là cây liên doanh, đó. Cây 5m này thì giá của nó sẽ là 950.000 và em cũng bao ship. Giá này là em cũng đã bao ship tận nhà các bác rồi, nhận hàng bao kiểm tra hàng, thoải mái chứ hình toán cho em. Và cũng vẫn sẽ được tặng kèm một chiếc cưa này, được tặng kèm một lưỡi cưa như này các bác nhé. Đó, đây cây kéo 5m. Và ngoài ra 4m đây ạ. Và tiếp theo là 4m của người ơi. Đây, trong đây sẽ là cây kéo 4m. Cây kéo 4m đây ạ. Đây là cây kéo 4m hàng liên doanh. Đó, cây này giá của nó chỉ có 850.000 thôi. Và giá này cũng là bao ship tận nhà rồi. Chức năng của nó thì vẫn là cắt quả, cắt tỉa cành này và ghim quả từ trên cao xuống, rất là tiện lợi luôn. Bác nào có nhu cầu cần mua loại 3m hay 4m hay 5m, muốn được tư vấn, muốn được gửi mẫu, mọi người liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại luôn để các khoảng màn hình. Sau đó của em thì có Zalo, sẽ được các bạn tư vấn viên bên em kết nối Zalo với các bác, gửi chi tiết về sản phẩm này, gửi mẫu cho bác lựa chọn và tham khảo. Ưng cái mẫu nào các bác chốt ủng hộ em một sản phẩm được không ạ? Và các bác cần mẫu nào nhớ liên hệ với em qua Zalo để tư vấn và được đỡ hơn các bác nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.